Mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai. Hôm nay kênh quay lại nhà vườn của anh Nguyễn Hòa, địa chỉ ở xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, để review giao lưu đến quý cô chú anh chị một số cây kiểng bonsai và hoa kiểng. Thì có sâm núi trái, mẫu đơn vàng đỏ. Thì hàng cũng ấm tàn vô nước dây nghe quý cô chú anh chị. Số điện thoại liên lạc thì có ghi ở trên tiêu đề, quý cô chú anh chị gọi điện hoặc là kết bạn Zalo để mua hàng. Chào anh Quay. Rồi, chào em. Mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai nha. Thì hôm nay em cũng lên clip để giao lưu với cô chú anh chị mình một lô sâm núi trái. Hàng này cũng đi có cây là đi tới ba nước kẽm luôn nha cô chú anh chị. Nhưng mà do cắt giật ha, hàng cắt giật. Thì cùng với một số cây bông trang vàng đỏ. Địa chỉ cơ sở của em là ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại là 0907 819 572. Số có ghi trên phần tiêu đề. Cô chú anh chị mình trong quá trình ghi hình xem không rõ thì cứ liên hệ lại số này qua Zalo để em cung cấp hình ảnh thêm ha. Rồi đầu clip là em dầm mã số 1 với một cây sâm núi trái. Cây hai thân dáng trực quyền nha cô chú anh chị, một thân đổ một thân trực ha. Rồi em xin phép đo chiều cao là 40. Chiều dài cần đổ là 52. Cây có hoành thân em đo ngay vị trí này là 16 nha cô chú anh chị. Rồi. Cây nằm trong chậu có đường kính là 28 cm. Rồi mã số 1 cây sâm trái. Em giao lưu với cô chú anh chị mình có giá là 900 ngàn bao gồm cả phí ship luôn ạ. Rồi xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 2. Cũng là cây sam trái luôn ạ. Cây này được hai nước kẽm mà cô chú anh chị. Mặt hàng bên em là em nuôi cắt giật cho nên nhìn nó không ấm tàn bằng một số nơi khác anh em làm ha. Nhưng mà về lâu dài thì tay cành nó gục gịch hơn. Tại vì em cắt đôn lại liên tục chứ không có cần cây nó màu ấm. Rồi chiều cao là 35, tán ngang là 37. Quỳnh thân hay cổ rễ này em đo là 17 nha cô chú anh chị mình. Cây bộ đế trải dài khá duyên ha. Rồi cây sam trái mã số 2 có giá là 700 ngàn bao gồm cả phí ship luôn. Tiếp theo là mã số 3. Cũng là sam núi trái luôn ạ. Chiều cao là 42. Tán ngang là 32. Hoành thân vị trí này là 15. Cây nằm chậu có đường kính là 29 cm. Rồi cây sâm núi trái mã số 3 em giao lưu có giá là 600 ngàn. Tiếp theo là mã số 4 cũng là sâm trái luôn ạ. Cây này bộ đế khá duyên nha cô chú anh chị mình, rất là to luôn ha. Cây tông cao rồi chiều cao là 45, tán ngang là 40. Mình thân ở vị trí này em đo là được 13 nha cô chú anh chị mình. Cây này bộ đế khá khủng ha. Rồi mã số 4 em giao lưu có giá là 800 ngàn bao gồm cả phí ship luôn. Tiếp theo là mã số 5. Cũng là cây sam trái ạ. Cây dáng đổ. Chiều cao là 35.
chiều dài cần đổ là 40, tán rộng ngang phía trên là 32. Rồi, cây có hoành thân là 15 nha cô chú anh chị mình. Rồi mã số 5, cây xanh trái em giao lưu có giá là 800.000. Tiếp theo là mã số 6, cũng là xanh trái luôn ạ. Cây có bộ đế sởm cao ha. Chiều cao là 46, tán ngang là 42. Hoành thân ở vị trí này là 14 nha cô chú anh chị. Cây ở nằm trong chậu có đường chính kính là 29cm ha. Rồi cây xanh trái mã số 6 Angelo có giá là 700.000, bao gồm cả phí ship luôn. Tiếp theo là mã số 7, cũng là xanh núi trái luôn ạ. Chiều cao là 40, tán ngang cũng là 40 luôn. Hoành thân hay vị trí này là 12. Rồi mã số 7, cây xanh trái này em giao lưu có giá là 700.000. Tiếp theo là mã số 8, cũng là xanh núi trái luôn ạ. Cao là 35, tán ngang cũng là 35 luôn. Hoành thân ngay vị trí này là 16. Đó, cây trực lùng ha. Có bộ đế khá là dễ thương nha cô chú anh chị mình. Rồi, cây xanh trái mã số 8, em giao lưu có giá là 900.000, bao gồm cả phí ship luôn. Tiếp theo là mã số 9, cũng là cây xanh trái ạ. Cây trực lắc tông cao nha cô chú anh chị mình. Bộ đế khá là dễ thương ha. Chiều cao là 37, tán ngang cũng là 37 luôn. Cây có hoành cũ là 18, hoành thân phía trên này là 15 và tổng hoành đế là 37. Rồi cây xanh trái mã số 9 có giá là 700.000, bao gồm cả phí ship luôn. Tiếp theo là mã số 10, cũng là cây xanh trái luôn ạ. Chiều cao là 45, tán ngang là 40. Hoành thân ngay vị trí này em đo là 12. Tổng hoành đế là 37. Rồi cây xanh trái mã số 10 em giao lưu có giá là 800.000, bao gồm cả phí ship luôn. Tiếp theo là mã số 11, cũng là xanh núi trái nha cô chú anh chị mình. Cây tông cao ha. Chiều cao là 68, tán ngang là 40, hoành thân ở vị trí này là 14, tổng hoành đế là 32. Rồi cây xanh trái mã số 11 có giá là 800.000, bao gồm cả phí ship luôn. Tiếp theo là mã số 12, cũng là xanh núi trái luôn ạ.
Chiều cao là 40, tán ngang cũng là 40 luôn. Rồi hoành thân ngay vị trí cổ ghế nè, em đo là được 17 nha cô chú anh chị. Hoành thân trên cao là 12 nha. Rồi cây có tẩm hoành đế là 47. Rồi cây sam trái mã số 12, em giao lưu có giá là 900 ngàn, bao gồm cả phí vận chuyển luôn. Tiếp theo là mã số 13, cũng là sam nửa trái luôn ạ. Cây này có cành rất là to rồi ha. Chiều cao là 37, tán ngang là 40. Hoành thân ngay vị trí này em báo là 16. Tổng hoành đế là 40. Cây này rất là già nha cô chú anh chị. Lô cây này là già lắm rồi. Cái phôi nó không là 10 năm tuổi dưới đất rồi. Rồi, mã số 13 có giá là 900 ngàn, bao gồm cả phí ship luôn. Tiếp theo là mã số 14, cũng là cây sam nứa trái, cây tâm cao. Chiều cao là 47, tán ngang là 34. Hoành thân ngay vị trí này em báo là 11. Rồi cây xanh trái mã số 14, em giao lưu có giá là 700 ngàn, bao gồm cả phí ship luôn. Tiếp theo clip sẽ là một số cây bông trang của chú anh chị mình. Trang thì hôm nay mình có trang đỏ, trang vàng ha. Mã số 15 là cây trang đỏ nha cô chú anh chị mình. Chiều cao là 26, tán ngang là 26 luôn. Hoành thân là 11. Tổng củ đế là 32. Cây đang vô nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị mình. Sẽ cho qua da lai gai hoài tới Tết luôn ha. Rồi mã số 15 có giá là 350 ngàn. Tiếp theo là mã số 16, cũng là trang đỏ luôn ạ. Cao là 25, tán ngang là 27. Hoành thân là 13, củ đế là 32. Mã số 16 có giá là 300 ngàn, bao gồm cả phí ship luôn. Tiếp theo là mã số 17. Chiều cao là 34, tán ngang là 25. Hoành thân là 12. Tổng củ đế là 37. Rồi cây trang đỏ mã số 17 có giá là 300 ngàn. Tiếp theo là mã số 18, cũng là trang đỏ luôn ạ. Cao là 27, tán ngang là 25. Hoành thân là 15. Rồi tổng củ đế là 35. Mã số 18 có giá là 350 ngàn. Tiếp theo là mã số 19, cũng là trang đỏ. Cao là 37, tán ngang là 29, hoành thân là 11. Rồi, tổng củ đế là 28. Mã số 19 có giá là 300 ngàn. Tiếp theo là mã số 20. Mặt hàng bên em bán là toàn bộ là bao gồm bao phí ship luôn cho cô chú anh chị mình hết luôn nha. Mã số 20 cũng là trang đỏ luôn ạ. Cây này cũng vô nụ rất là nhiều luôn ha. Chiều cao là 23, tán ngang là 28. Hoành thân vị trí này là 16.
tổng hoành đế là 33. Cây trang đỏ mã số 20 có giá là 350.000. Tiếp theo là mã số 21. Cũng là trang đỏ luôn ạ. Chiều cao là 30, tán ngang là 25, hoành thân là 9, tổng hoành đế là 40. Cây trang đỏ mã số 21 cũng có giá là 350.000. Tiếp theo là mã số 22, xin lỗi cô chú anh chị, mã số 22 là cây trang vàng nha cô chú anh chị, trang vàng nha. Cao là 32, tán ngang là 36, hoành thân là 21. Rồi cây trang vàng mã số 22 có giá là 400.000. Tiếp theo là mã số 23 cũng là trang vàng luôn ạ. Cao là 35, tán ngang là 33, hoành thân là 16. Rồi cái trang vàng mã số 23 có giá cũng là 400.000. Tiếp theo là mã số 24 là trang đỏ nghe cô chú anh chị. Chiều cao là 30, tán ngang là 27, hoành thân vị trí này là 12, tổng củ đế là 32. Cây trang đỏ mã số 24 có giá là 350.000 luôn. Tiếp theo là mã số 25 là cây trang vàng nha cô chú anh chị. Chiều cao là 35, tán ngang cũng là 35 luôn. Hoành thân ở vị trí này là 21, sâu ở dưới cái cũ là 25 nha cô chú anh chị. Cây này rất là to nha. Rồi mã số 25 có giá cũng là 400.000, trang vàng nha. Tiếp theo mã số 26 là trang đỏ nha cô chú anh chị. Cao là 26, tán ngang cũng là 26 luôn. Hoành thân là 10. Tổng củ đế là 35. Rồi cây trang đỏ mã số 26 có giá là 350.000. Tiếp theo là mã số 27 là cây trang vàng. Cây dáng bay nha cô chú anh chị. Cao là 28, tán ngang là 30, hoành thân ở vị trí này là 17, tổng củ đế là 42. Cây trang vàng mã số 27 có giá là 400.000. Tiếp theo là mã số 28 là trang đỏ. Cao là 38, tán ngang là 29, hoành thân là 12, tổng cụm đế là 35. Rồi cây trang đỏ mã số 28 có giá là 350.000. Cuối cùng, cuối clip là mã số 29 là cây trang vàng. Cây trang vàng dáng bay của chú anh chị. Cây này với cây vừa rồi là một cặp giống nhau luôn. Chiều cao là 32, tán ngang là 37, hoành thân vị trí này em đo là 18, tổng củ đế là 34. Rồi cây trang vàng mã số 29 này cũng có giá là 400.000. Mã số 29 cũng là mã số cuối clip.
Thì cuối clip em cũng xin chân thành cảm ơn bà con mình đã ủng hộ trong những clip vừa qua, cũng như là xin chúc cho bà con mình có nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con mình trong những clip tiếp theo ạ.